Sáng ngày 18 tháng 7, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra khu cách ly và khu điều trị tập trung của huyện Vĩnh Tường. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện. Khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại trường Nguyễn Thị Giang cũ xã Đại Đồng hiện đã tiếp nhận 150 trường hợp công dân F1 đến cách ly. Khu cách ly được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cho người cách ly và các lực lượng tham gia phục vụ, tách khỏi khu dân cư nên đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Lực lượng tham gia phục vụ tại khu cách ly gồm: trung tâm y tế, bộ phận chỉ huy, bộ phận phục vụ có nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi, kiểm tra y tế cho công dân cách ly, bộ phận phục vụ và đội tuần tra canh gác. Hệ thống quản lý cơ sở vật chất, điện nước, môi trường ở khu cách ly cơ bản được đảm bảo để phục vụ cho công dân đến cách ly. Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lê Duy Thành biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết liệt, quyết tâm của cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị huyện Vĩnh Tường trong chỉ đạo và tham gia chống dịch. Đồng chí gửi lời thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế, các lực lượng tại các điểm, các cơ sở cách ly, chia sẻ những khó khăn vất vả mà anh chị em đang ngày đêm túc trực vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn toàn thể cán bộ chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên tham gia chống dịch luôn lực vượt khó, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nghiêm túc hướng dẫn bà con nhân dân trong cơ sở cách ly, tuân thủ các nội quy quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn và hạn chế tối đa những thiệt hại mà dịch bệnh có thể gây ra đối với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân địa phương. Trực tiếp thăm hỏi các công dân cách ly tại khu cách ly tập trung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và huyện Vĩnh Tường luôn sẵn sàng đón bà con về các khu cách ly để chăm sóc và giả soát, đảm bảo vì sự an toàn cho nhân dân. Trong điều kiện hiện nay, bà con cần thông cảm và chia sẻ những khó khăn với chính quyền và các lực lượng tham gia phục vụ chống dịch. Cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên tham gia chống dịch của huyện sẽ luôn đồng hành, liên tục bổ sung, hoàn thiện trang thiết bị vật chất tại khu cách ly để mọi người dân về đây được ở trong điều kiện tốt nhất tin tưởng rằng vĩnh phúc nói chung và huyện vĩnh tường nói riêng sẽ cùng chung tay đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh